Xin chào mọi người và nhất là các bạn tuổi Kỷ Mùi, nam lẫn nữ bạn. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ về cái vận hạn của 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Kỷ Mùi. Một trong những cái tuổi mà mình nói rằng là bị xung thái tuế, do là bị địa chi xung năm, hạn 43 tuổi. Người ta gọi là hạn này thì nó thường là sẽ không có tốt đẹp ở trong công việc làm ăn cũng như là nhiều thứ khác, thì nó bị lục xung với năm thìn tuất sửu mùi. Sửu mùi là cặp địa chi sát nhau ở trong bộ tứ hành xung, cho người ta gọi là chính xung và còn là lục xung. Bên cạnh đó là đây là một năm có cái hung tinh không tốt đẹp đối với người nam mạng khi đứng sau kế đô. Người ta gọi rằng sao kế đô không xô cũng ngã. Năm này có thể nói rằng là một năm có nhiều cái sự xấu đối với người nam mạng hơn là nữ mạng, vì nữ mạng thì xấu chủ yếu nằm về nhiều cái phần là sức khỏe và bổn mạng hơn, khi là có cái sao chủ của năm là sao Thái Dương. Trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm thì mình cũng đã chia sẻ và nói rằng người Kỷ Mùi năm nay là một năm khá là không tốt đẹp. Dễ có chia lìa trong hôn nhân tình cảm, có những cái chuyện thị phi tai tiếng cho nữ, và cho nam thì cẩn thận về sức khỏe. Chưa phải là tháng xấu nhất trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm, sáng xấu nhất của người Kỷ Mùi cả nam lẫn nữ mạng thì đều là rơi vào cái tháng 6 âm lịch, bây giờ mới có vừa qua giữa tháng 4 tí xíu thôi. Nếu là các bạn thì mình phải cẩn thận thật nhiều cái tháng 6 âm lịch này. Thì bây giờ mình sẽ xét xem là cái vận hạn 6 tháng cuối năm, tháng nào tốt, tháng nào xấu, xấu cái gì và tốt cái gì, dựa trên cái kiến thức mình tổng hợp được từ sách vở tử vi. Trước hết thì mình phải tổng hợp lại cái sao hạn vận niên của cả nam lẫn nữ, sau đó ứng vào cái vận thế của năm. Vận thế thì nó cũng khá giống nhau, tuy nhiên là còn do cái sao chủ của năm để biết mình nặng nhẹ nó ra sao. Đầu tiên thì nam mạng năm nay phải mang sao kế đô, một hung tinh có thể nói là bậc nhất dành cho nữ. Tuy nhiên đối với nam thì nó nặng về phần sức khỏe bổn mạng, nó không có xung như là các cái như là công việc và thị phi. Hạn thì hạn địa võng, báo hiệu một năm mới có nhiều âu lo bất an trong tinh thần. Rồi vận niên thì lại được vận niên tốt là vận niên dương hồi ngạn, vận niên có nhiều cái sự tích cực tín hiệu ở trong công việc, nhưng mà chắc là không nên cương gì ở trong năm này theo ý kiến của mình. Nữ mạng thì có phúc tinh là Thái Dương, một cái ngôi sao hành hỏa, một phúc tinh hành hỏa rất là mạnh, thậm chí là mạnh quá so với cái người Kỷ Mùi, cho nên cũng chưa chắc là đem điều tốt đẹp tới. Có những thứ tới nhưng mà nó quá sức. Người Kỷ Mùi nữ mạng thì vốn người cẩn thận tỉ mỉ, làm cái gì cũng cân đo đong đếm chắc chắn, nhưng mà đối với cái gì đó quá tầm thì người Kỷ Mùi hay bỏ qua luôn, không coi như là thôi món này đũa mình gấp không nổi, cho nên không gấp, không để khỏi phải xảy ra sự cố, cho nên cũng chưa chắc gì là tốt. Hạn là hạn địa võng luôn, thì một năm sẽ nhiều âu lo khó khăn. Vận niên của năm là vận niên dương hồi ngạn, cũng giống như là của nam, đây là một vận niên tốt. Như vậy là mình tổng hợp xong cái phần sao hạn, bây giờ mình đưa vào từng tháng có xe ra sao trong cái những tháng còn lại của cái tuổi Kỷ Mùi. Tháng đầu tiên của vận hạn 6 tháng cuối năm Tân Sửu là tháng Bính Thân, tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đối với người Phật giáo, mà tháng Bính Thân là tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa đồng hàng bổn mạng và sức khỏe của cái người Kỷ Mùi sẽ không có quá phải lo lắng ở trong cái tháng cô hồn của người Phật giáo này. Thiên can Kỷ Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Bính Đinh là hỏa, Kỷ là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh. Tháng này tốt đẹp về công việc, có một chút tài lộc nhưng không quá lớn ha.
Thiên can thân mùi thì tự chủ bên ngoài, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình các mối quan hệ trong công việc xã hội thì không có vấn đề gì ở trong tháng này. Tháng này tương đối là một tháng tốt đẹp sau khi mà vượt qua cái tháng 6 mà mình nói là có thể nói là xấu nhất đối với nam nữ mạng, cả về bổn mạng lẫn công việc của người Kỷ Mùi. Tiếp tục đó là tháng 8 là tháng Trung Thu. Tháng Trung Thu của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Đinh Dậu. Mà tháng Đinh Dậu thì thuộc hỏa nữa. Xét về bổn mạng thì cũng giống tháng 7, bổn mạng và sức khỏe tốt, không vấn đề gì. Ok, ổn. Thiên can cũng khá giống với tháng 7 khi là gì? Kỷ và Đinh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Bính Đinh là hỏa, Kỷ là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành được tương sinh, tốt cho tài lộc công việc. Nhưng mà cũng không có mong cầu gì nhiều đâu ha. Dù gì thì năm nay tổng năm cũng là một cái năm gọi là gì, bị xung thái tới rồi á, là nam mạng thì có cái hung tinh kế đô, có thể tốt về công việc nhưng đừng mong cầu nó quá lớn mà tham vọng. Chỉ mình chỉ biết gọi là cái gì, an phận được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, và cái bổn mạng của mình mới là quan trọng nhất. Là đối với anh nam, người ta nói kế đô không xô cũng ngã, chỉ kế đô không xô cũng ngã thì ảnh hưởng cho nam thôi, chứ còn kế đô cho nữ thì nó vậy chứ mà nó không ảnh hưởng bổn mạng. Mà nam thì ảnh hưởng bổn mạng ghê lắm, bổn mạng sức khỏe ghê lắm. Mùi dầu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau, như vậy ok, không vấn đề, đúng không? Về mọi thứ trong gia đạo tình cảm có thể là tốt đẹp hơn. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Mậu Tuất. Mà Mậu Tuất thì là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mạng, đây là tháng được tương sinh bổn mệnh. Khi gì? Mộc sinh hỏa, bổn mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng không phải lo lắng. Ngược lại là phúc tinh và tài tinh bị bổn mạng được tương sinh mà thì sẽ phát huy tác dụng tối đa, có nhiều cái tốt đẹp. Nữ sẽ có cái sự phát huy của cái phúc tinh hải dương, có tài lộc. Thiên can Mậu Tân thì không xung không hợp, Tân Kỷ không xung không hợp là Mậu Kỷ chứ quên sột đúng sao Mậu Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả Mậu lẫn Kỷ thì đều thuộc thổ, cho nên không có vấn đề gì lớn ở trong công việc và gia đình, các mối quan hệ làm ăn tốt. Tuy nhiên địa chi thì không tốt đẹp cho lắm, khi Tuất Mùi nằm trong bộ tứ hành xung thành Tuất Sửu Mùi, nhưng không thuộc chính xung thành Tuất Sửu Mùi, Tuất Sửu rồi tới Mùi xa nhau, cho nên gia đạo tình cảm có chút buồn phiền lo lắng. Quan hệ với đồng nghiệp thì sẽ không được tốt đẹp, có chút hiểu lầm, có chút khó khăn nhưng không quá lớn. Người Kỷ Mùi nam mạng cũng không cần phải quá lo lắng về cái địa chi như thế này. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi. Mà tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng cũng giống tháng 9, khi mộc sinh hỏa, bổn mạng thì tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi. Thiên can chữ Kỷ của Kỷ Hợi và chữ Kỷ của Kỷ Mùi là đồng hàng. Người ta gọi là thiên can đồng hàng thì công việc thuận thành, nhiều hanh thông, có thể có tài lộc đối với người Kỷ Mùi nữ mạng. Địa chi, người tuổi Mùi gặp tháng Hợi là nằm trong bộ tứ hành xung Hợi Mão Mùi. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn cho gia đạo tình cảm. Còn có sự tốt đẹp như vậy. Có thể nói trong vận trình 6 tháng cuối năm, tháng 10 là tháng hấp dẫn nhất, vui vẻ, nhiều cái thuận thành nhất. Vì sao? Bản mệnh được tương sinh, thiên can đồng hàng, địa chi thì tam hợp. Như vậy thì có nhiều cái tốt nằm ở trong tháng 10. Nếu như việc gì lớn cần phải giải quyết, cần phải có cái sự tốt đẹp ở trong tháng thì mình đưa về tháng 10 mà xử lý thì chắc là mọi chuyện sẽ không có quá khó khăn. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì thuộc thổ, như vậy xét về trụ mạng là gì, hỏa sinh thổ, bản mệnh bị sinh xuất, bổ mạng và sức khỏe bị suy yếu một chút, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng suy yếu theo. Địa chi,
Canh kỹ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Canh thì nạp âm ngũ hành là kim, kỹ thì nạp âm ngũ hành là thổ, như vậy lại nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất. Đây là án rất dễ suy hao tài lộc đối với người nam mạng. Nữ mạng thì cũng không có nhiều cái thuận lợi. Vì sao? Vì Tý Mùi là cái thuộc cái nhóm địa chi nhị hại, theo người miền Nam gọi, và lục hại thì theo người miền Bắc. Như vậy ha, thiên can bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành, địa chi thì thuộc nhóm lục hại, chỉ có được cái bổn mạng mà tốt thôi. Đây là tháng có thể là sẽ có nhiều cái điều không tốt đẹp đối với người Kỷ Mùi, cả nam lẫn nữ mạng, nhưng mà nam mạng thì xấu hơn. Tiếp tục là tháng 12, tháng cuối cùng của năm Tân Sửu, chính là tháng Tân Sửu luôn. Tháng Tân Sửu tiếp tục là một tháng thổ, như vậy bổn mạng cũng sẽ giống như là cái tháng 11, khi mà bản bổn mạng bị sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu đi, không tốt đẹp. Phúc tinh và tài tinh sẽ mất cái chí khí của nó. Địa chi là gì? Tân kỷ cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của kỷ là thổ và tân canh thì kim, cho nên khá giống với tháng 11. Đây là một tháng bị nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, coi chừng sẽ suy hao tài lộc. Vì địa chi của tháng, người tuổi Mùi gặp năm Mùi là lục xung, bây giờ gặp tiếp người tuổi Mùi gặp năm Sửu là lục xung, xung thái tuế, bây giờ gặp tháng Sửu luôn, mà tháng Tân Sửu giống như năm Tân Sửu luôn, thì đây là tháng sẽ có nhiều cái buồn phiền âu lo trong gia đạo tình cảm cũng như trong các mối quan hệ làm ăn khó khăn, có nhiều cái sự áp lực rất là bực bội. Mình nói thật sự như vậy nè, chín nhéo 10 đấm thì chịu được 9 đấm rồi, còn có một nhéo nữa là xong. Cho nên là người Kỷ Mùi, đặc biệt là nam mạng, đừng có lấy cái sự khó khăn của cái tháng này mà buông xuôi. Các bạn phải cố lên, nỗ lực để mà vượt qua cái tháng, cái năm mà gọi là xung thái tuế đầy những khó khăn, cộng với cái vận trình của năm bị Covid kéo cho cái vận trình của năm nó thấp xuống nữa, mình nằm ở trong cái tổng cái vận trình nó thấp xuống thì cái chuyện nó khó khăn hơn, nó buồn bã, nó mất mát là không tránh khỏi. Tuy nhiên hãy nhớ rằng chúng ta giữ được mạng thì chúng ta sẽ giữ được tài lộc và giữ được tất cả mọi thứ sau này. Đừng có vì cái sự khó khăn ngày hôm nay mà buông xuôi. Đó là điều mình chia sẻ. Mình hơn các bạn một tuổi, cho nên là mình trải qua cái năm Canh Tý cũng đầy khó khăn, thì các bạn cũng vậy thôi. Năm nay tới phiên các bạn, năm tới thì đến phiên mấy ông Canh Thân. Vận trình nó như thế, không thể nào tránh khỏi. Cho nên chúng ta chỉ cần có đủ sức lực, có đủ niềm tin để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thì sẽ có cái sự tốt đẹp chờ đón chúng ta phía trước. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đối với cái tử vi vận trình của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 cho người nam và nữ Kỷ Mùi. Bên cạnh những cái điều khó khăn thì cũng có còn đó một cái tháng 10 đầy may mắn và tích cực. Hy vọng nó là một cái chỗ giống như nghỉ ngơi để tiếp tục lấy sức mà vượt qua hai cái tháng 11, 12 nhiều khó khăn nhất của cái người Kỷ Mùi trong 6 tháng vận trình 6 tháng cuối năm. Hy vọng rằng đây là cái thông tin bổ ích giúp cho các bạn cả nam lẫn nữ biết mình xấu tốt như thế nào, cương nhu để có cái sự thành công. Các bạn xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Kỷ Mùi khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây. Cái dấu tròn tròn có cái hình của mình để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người sau. Bye bye.